Vâng, xin chào các bác nhá. Em tiếp tục lên cho các bác cái con Omni của Sai Trung nhá. Con này thì nó là dòng 911M. Đấy, bass thì đánh thực sự các bác là những cái dòng này mà cái bộ khuếch đại nó cực kỳ hay luôn. Riêng cái loại dòng loa kể cả bass mà yếu mà gặp con này thì nó cũng đưa lên gọi là hết tầm được luôn. Nó có bộ chỉnh bass tép và cái chế độ Super Bass các bạn. Đấy, thì như em đã nói rồi, con nào bass yếu mà gặp con này thì vẫn lên được bởi vì nó có chế độ Super Bass. Nó hỗ trợ cho cái giải trầm của bass nó sẽ đầy đặn hơn, nó căng hơn, và khi mình chỉ cần nhấc bát này lên một xíu thôi, đấy, đá con bát này lên một tí thôi, nó và tép các bác cho nhấc một tí là nghe rất sướng luôn. Đó. Đây là những cái dòng mà nó có thể trị được những con loa gọi là rất là cứng đầu, nó bát không lên được, đấy, thì các bác có thể dùng những con như thế này. Về cách sử dụng những con này thì nó đơn giản cực kỳ luôn các bạn, dễ hơn ăn kẹo. Đây là nguồn các bác nhá, đây là cái chỉnh chế độ đánh trực tiếp và đánh thông qua bộ bát tép. Đấy, như em đang để đây là đánh thông qua bộ bát tép nó đánh tông này, còn các bác mà đánh direct này. Đấy là đánh trực tiếp không thông qua bộ này nữa. Đó, direct là đánh trực tiếp mà. Rồi, thì ở đây tiếp theo là volume, đây là chỉnh chế độ đầu vào. Có chỉnh super bass, cầu A, cầu B tùy theo mình lựa chọn. Bass, tép và cân bằng giữa loa trái và loa phải. Đó. Phía sau thì đây. Ở đây thì các bác không nên cắm như em nhé. Đây em lười thì em cắm như vậy thôi, chứ còn nếu mà dây như này ấy, thì mình sẽ kẹp vào đây. Còn để mà cắm như này ấy, thì mình phải dùng cái cầu bắp chuối ấy, các bác cắm vào. Chứ đừng cắm như em này, cắm như này nó nguy hiểm. Đó. AV thì thoải mái nhé, các bác cắm thoải mái luôn. Và con này nó có một cái cổng trầm riêng này. Đấy, bác nào cần thì có thể cắm thêm trầm nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ lên nhà các bác nghe thử luôn. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ alo cho em qua số điện thoại nhé. Xin chào các bác.